Đây là thời điểm vàng để chúng ta gom những bất động sản đẹp nha. Đây là một căn nhà vườn trước đây có một giá rất là cao nhưng bây giờ hạ giá cực kỳ rẻ rồi quý vị. Hạ cực kỳ nhiều do chủ hiện tại là con ở bên nước ngoài cần mua một cái siêu thị bên nước ngoài nên bán bớt một vài căn nhà tài sản ở Việt Nam để gửi tiền qua nước ngoài cho con nha. Một căn nhà vườn 2.000 mét vuông cách chợ Bình Chánh 5 cây số nha. Cách khu công nghiệp chỉ khoảng 1 cây số thôi, ngay khu công nghiệp Cầu Tràm. Căn nhà vườn này rất là tâm huyết nha, có 2 căn nhà cổ, 1 căn nhà hiện đại rồi. Căn nhà có núi này, có sông, có đồi, có vân vân, có ao luôn. Cây cối trong này thì rất là nhiều nha, vừa cây ăn trái, vừa cây cảnh rồi rất là nhiều. Cây mai, cây ăn trái rồi rất là nhiều. Phía sau này có một cái ao, ở giữa thì có một cái đồi, phía trước là một khoảng đất bằng. Nói chung là ở đây có đồng bằng, có miền núi và có sông nước luôn, rất tuyệt vời nha. Đường đằng trước nhà là đường trải nhựa, lát nữa thì Huy sẽ quay con đường cho quý vị xem nha. Quý vị xem từ trong ra ngoài và từ ngoài vô trong căn nhà này nha, quá là đẹp luôn quý vị. Một căn nhà được tôn tạo và được chăm sóc rất là tỉ mỉ, diện tích là 2.000 mét vuông và trong đó có 200 mét đất thổ cư nha, nên là về mặt pháp lý giấy tờ là chúng ta yên tâm, có đất thổ cư là yên tâm rồi nha. Một căn nhà nhà vườn rất là đẹp, chủ rất là tâm huyết nha. Ở đây thì có 2 căn nhà cổ, 2 căn nhà cổ này có những đồ ở trong đây có giá trị hàng trăm năm rồi quý vị ạ. Đây quý vị, đó có những cái giá trị trong này rất là không thể tính bằng tiền được mà tính bằng thời gian thôi quý vị ạ. Thời gian rất là quý nha, thời gian thì càng ngày càng quý, những cái đồ cổ càng ngày càng quý. View nhìn từ trong nhìn ra này quý vị, thấy những cái cây kiểng rất là đẹp nha, 2.000 mét vuông và vuông vức quý vị nha, ngang 20 sâu 100, 2.000 mét vuông vuông vức luôn, trong đó mình có 200 mét đất thổ cư luôn quý vị nha, rất là tuyệt vời. Về trung tâm Sài Gòn chỉ khoảng tầm 20 phút đi xe thôi. Nếu mà ở Sài Gòn đang nắng nóng quá thì những anh chị nào mà có điều kiện hãy mua căn nhà vườn này để dành. Và cuối tuần mình về đây mình nghỉ dưỡng hoặc là sau này mình về lớn tuổi mình về vườn, mình có một khoảng vườn rất là rộng như vậy để mình chăm sóc và nghỉ dưỡng quý vị. Đây đường trước nhà đây, mình sẽ quay con đường trước nhà nha. Xe hơi ra vào thoải mái con căn nhà vườn của chúng ta nha. Và đường trước nhà này đường trải nhựa nha. Đường này tương lai mở rộng là 22 mét. Hiện tại thì nó khoảng hơn 10 mét rồi quý vị. Dân cư thì rất là đông. Cách trung tâm Sài Gòn chỉ khoảng 30 phút đi xe thôi. Gần khu công nghiệp Cầu Tràm, đường Đinh Đức Thiện, chợ Bình Chánh đi vô đây chỉ khoảng tầm 5 cây số thôi nha. Đây, đường xe hơi xe tải vô ra vào vô tư luôn quý vị nha. Căn nhà nằm ngay khu dân cư luôn, quá tuyệt vời. Ngay khu dân cư mà có 2.000 mét vuông, 200 mét đất thổ cư, có số nhà đàng hoàng luôn nha. Vuông vức quá tuyệt vời, do chủ rất cần tiền nên để lại một cái giá cực kỳ hời cho quý vị nha. Giá thì Huy sẽ đặt ở trên màn hình, quý vị có thể tham khảo nha. Trước đây con căn giá này là trước đây đã giảm so với trước đây là hơn 1,5 tỷ quý vị ạ. Giảm giá trước đây hơn 1,5 tỷ rồi. Một căn nhà vườn quá là đẹp quý vị nha. Nếu quý vị quan tâm những căn nhà vườn, những căn nhà phố, những căn nhà giá rẻ thì đăng ký kênh cho Huy để mình nhận được những video sắp tới nha. Đăng ký kênh, nhấn vào nút follow này, bấm vào nút chuông này, thả like, thả tim, bình luận nha, đặt bình luận để lại ý kiến bình luận cho mình bên dưới nha. Nếu quý vị ước ao có những căn nhà vườn như này thì đó biết đâu chúng ta gặp may mắn trong cuộc sống hoặc là chúng ta làm ăn tốt thì chúng ta sẽ sở hữu những căn nhà vườn tuyệt vời như vậy và cách trung tâm Sài Gòn không quá xa, chỉ khoảng 30 phút đi xe thôi. Căn nhà thuộc xã Phước Hậu, Cần Giuộc, Long An nha quý vị nha. Cần Giuộc, Long An. Cần Giuộc là cái huyện mà giáp Bình Chánh nhất, giáp Sài Gòn nhất quý vị nha. Căn nhà vừa có vườn, có ao, vừa có đồi luôn, rất là tuyệt vời. Đường trước nhà đường trải nhựa nha và có 200 mét đất thổ cư. Giá như vậy là quá hời so với trước đây rồi quý vị ạ. Quá hời rồi, quý vị tìm đâu một căn nhà vườn hay 2.000 mét vuông mà đẹp như vậy, mà giá như vậy. Đối với anh chị nào có tầm tài chính như vậy thì liên lạc với Huy để được đi xem. Còn những anh chị nào mà chưa có tầm tài chính như vậy thì cứ bấm vào like chia sẻ cho Huy. Biết đâu tương lai mình sẽ gặp may mắn và mình trong cuộc sống thì không biết đâu trước điều gì quý vị nha. Đó. Và có những căn nhà rẻ hơn thì bên Huy có rất là nhiều căn nhà giá rẻ quý vị ạ. Quý vị quan tâm thì vô kênh để xem thêm cũng như là đăng ký kênh nha. Đó, nhấn vào nút đăng ký kênh để mình thường xuyên theo dõi. Căn nhà vườn quá đẹp nha. Có ổi, có mít, có vú sữa, có mọi thứ luôn. Sầu riêng mình trồng được luôn nha. Quá tuyệt vời cho căn nhà này quý vị ơi. Nếu mà quý vị quan tâm căn nhà vườn sắp tới thì liên hệ với Huy để được đi xem. Nhớ đăng ký kênh để mình theo dõi những bất động sản sắp tới giúp Huy ạ. Quá tuyệt vời cho căn nhà này.
Ở đây thì Huy xin dừng review căn nhà vườn tuyệt đẹp này tại đây. Nếu quý vị có nhu cầu liên hệ với Huy, và nếu quý vị không có nhu cầu cũng đăng ký kênh để mình nhận được những bất động sản khác phù hợp hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.